Tăng là tựa game mobile thuộc thể loại bắn súng màn hình ngang kết hợp với yếu tố carbon mang lại lối chơi đậm chất giải trí. Người chơi sẽ được khám phá một thế giới song song đáng sợ. Tại đây trái đất đã bị xâm chiếm bởi một lũ người ngoài hành tinh. Thứ duy nhất có thể chiến đấu với chúng là một cổ xe tăng có thể bay trên bầu trời. Tuy nhiên, cổ xe tăng này cũng không bền vững nên hãy cẩn thận mà né những đường đạn của kẻ thù. Trong game Fallen xe tăng, người chơi sẽ phải điều khiển chiếc xe tăng đó để chiến đấu với lũ sinh vật ngoài hành tinh kia. Người chơi có thể thông qua việc tiêu diệt chúng để nâng cấp chiếc xe tăng trở nên mạnh mẽ và tiếp tục đối đầu với lũ sinh vật mạnh mẽ hơn ở phía sau. Lối chơi bắn súng màn hình ngang cổ điển, game Fallen xe tăng sẽ mang cho người chơi một trải nghiệm quen thuộc nhưng cũng không kém phần mới lạ. Người chơi sẽ phải di chuyển xung quanh màn hình để bắn và né các đường đạn từ lũ sinh vật ngoài hành tinh kia. Đặc biệt, người chơi có thể sử dụng các kỹ năng mạnh mẽ để càn quét kẻ thù. Những kỹ năng trong game Fallen xe tăng được thiết kế vô cùng chi tiết, mỗi kỹ năng đều có hiệu ứng kỹ năng của riêng mình. Người chơi sẽ được chiêm ngưỡng những trận chiến đặc sắc bằng những kỹ năng độc đáo toàn màn hình như Bullet đến Tam Cừu và Đờ Giáp. Đặc biệt, phần nhạc nền của tựa game Fallen xe tăng được sáng tạo bởi Kabatko, còn phần âm thanh được thiết kế bởi DC Coffee. Đây có thể nói là lần hợp tác đầu tiên của hai nghệ sĩ tài ba trong lĩnh vực trò chơi điện tử. Ngoài ra, game Fallen xe tăng còn có thể trải nghiệm kể cả khi offline. Người chơi có thể trải nghiệm tựa game này ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào mình thích. Hiện tựa game bắn súng màn hình ngang này đã ra mắt trên Steam và Endorzot. Người chơi có thể tải và trải nghiệm ngay bây giờ.